Xin chào các bạn, hôm nay Đại Lý Phụ Kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là bàn phím game Fulen G450, hàng chính hãng, bảo hành 2 năm, 50 triệu lượt click. Sản phẩm bên ngoài vỏ hộp ghi rất rõ thông số. Đây là dòng bàn phím gaming của Fulen rất được ưa chuộng hiện nay. Đây là dòng G450 không có đè led. Các bạn có thể nhìn các thông số kỹ thuật mà hãng ghi ở bên ngoài vỏ hộp, 50 triệu lượt bấm, rất là tuyệt vời. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Đây chính là bàn phím Fulen G450, sử dụng cổng cắm USB, hàng thời gian bảo hành 2 năm, 1 đổi 1, không sử dụng đèn led. Khác duy nhất đối với 450S đây chính là led. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng Đại Lý Phụ Kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Khác duy nhất đối với